Dù mình là Sơn Đủ và ngày hôm nay mình sẽ cho các bạn thấy những hình ảnh sẽ khiến cho các bạn cảm thấy hơi khó chịu. Vâng, chỉ là hơi thôi chứ không phải là rất khó chịu như là mọi khi nữa. Bởi vì những cái hình ảnh này là những thứ mà chúng ta có thể thấy được ở cuộc sống hàng ngày đang diễn ra xung quanh chúng ta luôn. Nhưng cũng khiến cho chúng ta cảm thấy hơi bực mình một tẹo. Nhưng mà cũng chưa đến mức độ là phải kiểu phải bấu chó thiên lên. Ví dụ như nếu bạn là những người nổi tiếng, đây là bốn anh em này có phải là người nổi tiếng này, thì khi các bạn ăn ở ngoài quán ăn ngoài đường, các bạn sẽ có một đống các fan hâm mộ đứng vây quanh để mà nhìn các bạn ăn. Vâng, thật ra thì cái này thì mình khá chắc rằng là hầu hết các bạn đang xem video này thì chưa bao giờ được trải nghiệm cái cảm giác này đâu. Nhưng mà mình đã từng trải nghiệm cái cảm giác này rồi. Cảm giác mà cái hồi mà cách đây tầm 2-3 năm á, cái thời mà mình còn có tiếng tăm ở trên YouTube ấy, chứ không phải là Dead Channel như là bây giờ á. Hồi đấy cứ đi vào trong mấy cái trung tâm thương mại là đảm bảo luôn mình sẽ có một vài các em nhỏ kiểu từ đâu ra sẽ nhảy sổ ra rồi kêu anh Sơn Đù này các thứ là mình thật sự hồi đấy khá là ngại luôn. Nhiều khi là cái hồi đấy là chưa có dịch ấy mà mình phải đeo khẩu trang để mà tránh cho các em nhỏ nhận ra. Vâng, và đúng là cầu được ước thấy giờ ra ngoài đường mà mình chơi cái bản mặt này của mình ra chả có ai nhận ra được hết. Đây là một câu hỏi trong bài kiểm tra môn hóa. Và yêu cầu đề bài là phải khoanh tròn tất cả các đáp án nào đúng. Thì bằng một cách thần kỳ nào đó, bà giáo viên này khoanh A, B, C. Ôi trời ơi, khoanh cả ba đáp án trong khi đã có đáp án D là tất cả các cái đáp án ở trên. Và vì học sinh này chọn đáp án D là ba đáp án ở trên, thành ra bị trừ điểm luôn. Wow. Thật sự cái này mình không hiểu logic của giáo viên là gì luôn đấy các bạn. Vào ngày mùng 10 tháng 7, cái ghế này chỉ có giá là tầm 69 đô. Và ngày 11 tháng 7 là ngày khuyến mãi này đó, ngày giảm giá ở trên các sàn thương mại điện tử, giảm 37%, 69 đô. Vâng, cái chiêu trò này là mình thấy rất nhiều ở trên các cái cửa hàng thương mại, cái trang thương mại điện tử. Đến cái ngày giảm giá là sẽ nâng cái giá lên. Đấy, giá gốc 69 đô nâng lên thành 110 đô, xong rồi ra cái vẻ là giảm 37% để nó về lại đúng cái giá gốc. Mình đã quá quen với mấy cái chiêu trò này rồi, cho nên là mấy cái dịp mà sale sủng ở mấy cái sàn á là mình không bao giờ mình đi mua luôn. Lúc nào mình cần đồ là mình mua lúc đó thôi, chứ không quan tâm đến mấy cái sale này. Bởi vì khá chắc chắn rằng á là kể cả mua lúc sale á mình cũng chả giảm được mấy đâu. Đây là tấm mình được chụp của một cậu thanh niên chụp từ trong phòng nhìn ra ngoài. Vâng các bạn ạ, bố mẹ của cậu ấy đã gỡ cái cửa của phòng cậu ấy ra với lý do nhà này là nhà của tao, riêng tư á không quan trọng nhá. Vâng, cái này có vẻ như là ở thời bây giờ nhá, đảm bảo là bố mẹ của cái cậu này sẽ bị tế lên tới đâu luôn vì vi phạm quyền riêng tư của con. Mà cái hồi xưa đối với mình này, cái đây tầm khoảng tầm 20 mấy năm ấy, là cái thời đấy là nhà mình không có phòng riêng luôn, thành ra là mọi thứ mình làm hay là ấy là đều có thể là bố mẹ chỉ cần là đi từ tầng trên xuống tầng dưới là thấy hết luôn. Kiểu không nghĩ ngợi là mình không có quyền riêng tư hay gì cả, nhưng mà với cái tư duy của mình bây giờ mà cho về thời đó chắc chắn là mình cũng sẽ bực mình luôn. Đây là hình ảnh của chiếc bàn phím để ở cái bàn máy tính ngay dưới cửa sổ mà có nắng chiếu vào quá lâu. Vâng, bàn phím nó móp vào luôn thế kia kìa, sợ thật chứ. Mà nó móp mà nó còn bay luôn cả cái mực ở trên cái phím số này. Ảo thật á, đang ngồi trong rạp xem phim mà cái thằng ở phía trước nó xem điện thoại rồi, đã đành rồi, nó còn mở full độ sáng để nó xem cho nó rõ. Không biết là bên nước ngoài có vẻ là họ thoáng cái này hay như nào, chứ riêng ở Việt Nam mà thanh niên này mà làm này nhá, mình đảm bảo luôn, đảm bảo là dạp mẹ nhảy vào, dạp chửi rồi dạp đánh luôn cho mà xem. Đây là một bức hình được chụp ở trên đỉnh núi Everest, gọi là nóc nhà nơi cao nhất của thế giới. Cái mà mình đang mong đợi á không phải là một đống các cái thể loại cờ rồi quần áo của các nước được cắm lên đây, mà cái mà mình muốn nhìn ấy là cái khung cảnh ở phía dưới. Khi mà đứng ở trên độ cao 8.848 mét, chúng ta nhìn xuống dưới nó sẽ trông như thế nào, không phải là cái đống này. Bạn đã sai rồi, đáp án đúng là đáp án C, 6,60,120 một đáp án của bạn. Đáp án B, 6,60,120 một đáp án. Hai đáp án y chang nhau. Nhưng mà đáp án C á thì cái đống số ở phía sau được tách ra khỏi dấu phẩy một dấu cách, và bằng một cách thần kỳ nào đó nó đúng. Trong khi đáp án B mới là đáp án đúng khi mà viết gọi là liền liền với nhau. Và cái câu caption này đúng cái cảm xúc đấy. Mày đùa tao đấy à? Nếu các bạn ở chung với nhiều người á, thì có thể đây là hình ảnh mà các bạn đã từng thấy. Những cái đứa ở cùng phòng hay cùng nhà các bạn uống nước xong không rửa cốc, để la liệt cốc ở trên cái bồn rửa mà nó vẫn còn nước nha. Uống không hết thì không đổ đi, để nguyên si như thế, xong rồi lấy cốc mới ra đổ nước vào uống tiếp. Cho đến khi nào mà hết cốc hết ly trong nhà thì bắt đầu lúc đấy mới đem đi rửa. Các bạn đã gặp trường hợp đấy bao giờ chưa? Qua nhà người khác mà thấy cái tấn để ổ điện như này là mình cũng thấy hơi
Rứt chân tay nha. Cắm thì cắm cho nó sâu sâu vào, cho nó sát vào, không chịu đâu. Cắm hờ hờ thế cơ, gần nhí nhí lại thôi. Hoạt động là ok, chứ không có nhu cầu kiểu một phát đâm vào trong. Ok, chúng ta bỏ qua câu đùa đấy. Đi qua bên trái, phòng 204 tới phòng 224. Đi qua bên phải, phòng 200 tới phòng 215. Sao nó cứ sai sai nhỉ? Ủa thế vậy thì bây giờ ví dụ là bây giờ mình muốn đi ở phòng 209 đi, thì mình phải đi qua bên nào? Hại não với trưởng ạ. Bạn nói đến chuyện là ở cùng nhà hay là cùng phòng với mấy đứa bạn hay là mấy đứa anh em. Các bạn có bao giờ gặp tình huống này chưa? Có cái đứa trong nhà nó có thói quen là không bao giờ đóng cửa tủ mỗi khi mà sử dụng lấy đồ trong tủ. Mở ra xong là để nguyên si như thế. Có tay để mà mở được cái cánh tủ ra, chẳng lẽ là không có cái tay để mà đẩy nó vào được à? Nó tốn sức lắm hay sao? Nó vất vả lắm mà. Ok, cái này thì không phải là hơi khó chịu nha, mà là rất khó chịu. Ngồi trên máy bay mà lại gác chân, gác cả hai cái chân lên trên ghế hàng ghế phía trước mà lại còn đi tất. Khó chịu về cái mùi hôi, về cái ý thức của cái người này là một nhẽ rồi. Nhưng cái khó chịu thứ hai là mình nghĩ rằng á, là những bạn hướng nội sẽ rất là ngại. Các bạn có nhắc người này không? Các bạn có gọi kiểu nhân viên ra ở tiếp viên hàng không để nhắc nhở cái người này không? Các bạn có bị sợ là nhắc họ cái họ ở phía sau mình ấy, họ ghi mình không? Họ kiểu nghĩ trong đầu là cái thằng khứa này để ra chân có tí thôi mà cũng ý kiến ý cò. Đấy, kiểu đấy á. Các bạn có cảm thấy như thế bao giờ không? Wow! Nhà thiết kế gương đỉnh nhất thế giới ở đây. Thiết kế gương hình tròn ok, thiết kế gương hình vuông ok, nhưng không có ai đi gắn nhiều cái gương hình tròn vào với nhau để tạo thành một gương to nha. Làm sao để soi mặt đây? Khó thật chứ. Nếu các bạn đến cái trung tâm thương mại này và muốn biết khi nào nó mở cửa, khi nào nó đóng cửa, các bạn phải quét mã QR để biết được. Ê, thật sự á, mình nghĩ rằng á, là cái mực để mà in ra cái thời gian á, số kiểu là 8 giờ sáng đến 10 giờ tối chẳng hạn, nó còn đỡ tốn mực hơn là in cái mã QR này ra luôn á. Để đúng phiền luôn á. Lại là một màn giảm giá đỉnh cao của cái ngày lễ như là Black Friday á. Giá gốc đã từng là 2499,99 đô, bây giờ giá giảm 2499,98 đô, giảm được 0,01 đô. Tức là giảm đi, nếu mà tính ra tiền Việt đấy các bạn, 1 đô là khoảng đâu đó tầm 25.000 đồng cho nó tròn đi. Tức là giảm đi 250 đồng. Giảm giá sâu thật, giảm giá mạnh thật. Lại là giảm giá. Ngày 18 tháng 11, cái quả TV Samsung 77 inch này có giá là 2.497. À, ghê chưa. Nhưng đến 26 tháng 11, chúng ta có ngày lễ Cyber Monday. À, là cái ngày lễ giảm giá đồ điện tử mà ngay sau ngày Black Friday các bạn. Và giá giảm đi vẫn 2.497. Vâng, cái tình huống này thì mình chưa gặp ở ngoài đời bao giờ. Nhưng mà mình nghĩ rằng là trên ở ngoài kia có những cái đứa mà nó vô ý thức, nó không thèm tìm cái thùng rác để vứt mấy cái cốc ly nước này mà uống hết rồi này, mà nó chọn cái chỗ này để mà nhét vào. Ý thức này không bằng con ruồi luôn á. Khi bạn mặc quần quá chật, bạn mà ngồi xổm xuống thì đây là chuyện xảy ra, rách đụng quần. Ôi trời ơi. Cái này là mình nghĩ rằng là nhiều bạn đã từng bị nhá. Xoạc chân ra xong bắt đầu là cái đụng quần nó bị rách ấy. Hay à. À, hồi nhỏ mình từng bị rồi và nó xấu hổ vãi cả trường. Cấp 1 mà rách đúng quần là thôi, hở là nó lòi tòi phòi, nó lộ hàng là mọi thứ, con chú voi con ở bản đôn của mình là nó lộ hết ra luôn, cực kỳ xấu hổ luôn đấy. Khi bạn không đủ tiền để mua những cái thảm dài để lên từng bậc thang, bạn mua thảm ngắn và để nó xếp nó cạnh nhau như thế này, và thậm chí còn không thèm mua cùng một loại thảm, cùng một họa tiết luôn, trông khó chịu thật chứ. Thôi xong rồi, vũ khí cuối cùng để chống lại lũ gián lũ nhện đã bị xâm chiếm, kẻ thù đã vào được tới đây rồi. Ôi, giờ sao? Thôi được rồi, hy vọng là con nhện ở đầu giường mình á, nó bị nhiễm phóng xạ, để nó mà lỡ cắn mình á thì mình cũng sẽ trở thành người nhện. Sale, à không, sale. Giảm giá càng quá ta. Giá ban đầu 299 đô của Xbox Series S, ghê chồng, máy thì cái Xbox giảm giá xuống còn 299,99 đô, tiết kiệm được 0 đô. Bọn tao giảm giá đấy, giảm giá 0% đấy. Ờ đó. Và vừa rồi là những hình ảnh về những tình huống, hoàn cảnh hơi khó chịu mà xảy ra ở thực tế. Các bạn đã bao giờ có những cái tình huống như vậy hay chưa? Hãy bình luận bên dưới để cho mình và tất cả mọi người khác cùng biết rồi nhá. Còn nếu các bạn đang có một ngày vui vẻ và cảm thấy rằng những tấm hình vừa rồi chưa đủ để phá hoại ngày vui đó của các bạn á, thì đây, hãy bấm vào video này. Mình sẽ cho các bạn thấy những thiết kế tồi tệ, thảm họa nhất thế giới, đảm bảo sẽ khiến cho các bạn phải vô cùng khó chịu luôn. Mình sẽ gặp các bạn ở bên video đó nhá.